Người đàn ông đang đi trên đường, đột nhiên bị đánh một cái. Tại sao? Nếu bạn biết sự thật, bạn nhất định sẽ muốn giúp ông ấy đánh lại. Có lẽ không chỉ là một cái bạt tai thôi, đi đường cống. Đây là một câu chuyện có thật. Vào Thế chiến thứ hai, thủ đô Ba Lan bị quân Đức chiếm đóng. Cả nhà nam chính đều không còn việc làm, 6 người chỉ còn lại 5.030 đồng Ba Lan. Nhưng theo quy tắc của ngụy quân, mỗi nhà chỉ được giữ 2.000, nên bọn họ đành nghĩ cách giấu đi. Chị gái nói, giấu ở trong bồn hoa là tốt nhất. Người bố thì nói, dưới bàn có một cái hốc, đem tiền để vào đó là an toàn nhất. Thế chiến trước cũng làm như vậy. Theo con thấy, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Anh ta đặt tiền trên bàn, tùy tiện lấy tờ báo đẻ lên, số còn lại nhét vào cây đàn của mình. Khoảng thời gian đó, người Do Thái bị kỳ thị đến mức trầm trọng. Bắt buộc phải đeo băng tang màu trắng, người bố đi trên đường về vì không chào hỏi ngụy quân mà bị tát cho một cái. Thậm chí không được đi trên vỉa hè, chỉ có thể đi trên cống rãnh bên đường. Không chỉ bị sỉ nhục mà đến vấn đề cơm ăn áo mặc cũng là vấn đề lớn. Người mẹ ngồi trên giường khóc bởi vì trong nhà chỉ còn lại 20 đồng. Nam chính là một nghệ sĩ dương cầm, anh kìm nén nỗi đau, bán đi cây đàn yêu quý của mình, đổi lấy 2.000 đồng. Dù sao thì đối với anh, gia đình vẫn quan trọng hơn. Rất nhanh, người Do Thái bị chuyển đến một nơi khác. 40 vạn dân tập trung lại, xung quanh xây lên một bức tường vây, giống như một bức ngăn cách của nhà giam. Nơi nhỏ như vậy mà chưa biết bao nhiêu người, thức ăn cũng là thứ hiếm có. Tất cả mọi người đều đang nhịn đói nhịn khát. Làm thế nào để tiếp tục sống là điều họ băn khoăn nhất. Qua một con phố, có một cậu bé đang đứng khóc bên đường vì người cha đã chết. Không có ai dừng bước, cũng không có ai giúp đỡ. Một ông lão bên đường đột nhiên nắm chặt cái nồi của người phụ nữ, cố gắng giành giật. Ông lão cúi rạp người, không ngại mà liếm láp thức ăn bị rơi vãi trên đất. Người phụ nữ chỉ có thể khóc một cách bất lực rồi lấy mũ đánh ông ta. Mất bát cháo này, có lẽ ngày mai người chết chính là bà ta. Nhưng đây chưa phải là phần thảm khốc nhất. Một hôm, nghệ sĩ dương cầm đi qua bức tường ngăn cách. Có một đứa trẻ chui ra ngoài lỗ chó để đi ra ngoài, lén trộm đồ ăn về. Nhưng không phải đứa nào cũng trở về an toàn. Đứa bé nào bị người Đức bắt gặp sẽ lập tức bị đánh chết. Nghệ sĩ dương cầm cố gắng lôi cậu ra, cậu bé không còn thở nữa rồi. Buổi tối, cả nhà đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng xe hơi, là ngụy quân đến. Đèn của những ngôi nhà đối diện lần lượt tắt hết. Bọn họ cũng nhanh chóng tắt đèn. Ngụy quân đi đến nhà đối diện, gia đình này đang ăn cơm. Chúng yêu cầu tất cả đứng dậy. Có một người già tàn tật không thể đứng được. Kết quả, tất cả những người khác được thả ra, sau đó bị chúng đánh chết. Cả nhà ở trong căn hộ của công nhân, mọi người có thể an toàn được một lúc, nhưng họ lại bị đám binh sĩ gọi ra. Từng người một bị gọi, có một người phụ nữ đứng ra hỏi một câu, các người định đưa tôi đi đâu? Lần này, bọn họ đều bị đưa đến trại tập trung, khắp nơi trên đường đều có thi thể. Người bố tốn 20 đồng để mua một miếng bánh từ một cậu bé, sau đó cắt thành 6 miếng chia cho mọi người. Đây là bữa ăn cuối cùng của cả nhà rồi. Xe lửa đã đến, mọi người đều phải lên. Bên đường có một cảnh sát Do Thái. Ông ta đẩy nghệ sĩ Dương Cầm qua một bên. Nghệ sĩ Dương Cầm muốn về bên người nhà, nhưng đã bị cảnh sát ngăn lại. Người bố nhìn thấy thế thì chỉ biết vẫy tay, không dám gọi anh. Anh vẫn muốn đi cùng cả nhà, nhưng lại bị tên cảnh sát cản lại. Nghệ sĩ Dương Cầm đi rồi, gia đình ly tán, không biết từ nay về sau còn được gặp lại nhau hay không. Xa rời người thân, người đàn ông này chỉ biết khóc. Bên đường có mấy thi thể của trẻ con, anh đã rất bối rối, không biết đi về hướng nào. Anh đến một quán cà phê, ông chủ quán đang trốn trong góc gọi anh lại núp cùng. Ông chủ nói, ông đã mua chuộc một tên cảnh sát, đợi xong mọi chuyện sẽ cứu chúng ta ra. Sau đó, bọn họ được đưa đến bên ngoài tường ngăn cách để làm việc. Vốn tưởng an toàn rồi, một hôm ngụy quân lôi hết những người yếu ớt ra, đạp họ nằm xuống đất. Nghệ sĩ Dương Cầm chỉ đành tiếp tục làm việc. Lúc ăn cháo, một người quen biết trước đó nói với anh, hóa ra 50 vạn người Do Thái lúc trước bây giờ chỉ còn lại 6 vạn. Bọn họ đang mưu tính phản kháng. Nhưng anh không muốn tham chiến, chỉ hy vọng mình có thể rời khỏi khu Do Thái này. Ăn hết cháo, anh lại tiếp tục làm việc. Nghệ sĩ Dương Cầm không cẩn thận, làm rơi gạch xuống đất. Ngụy binh kêu anh xuống. Anh không dám chậm trễ, nhưng chân anh đang rất mỏi. Tên lính tóm lấy anh, dùng roi ra vụt anh một trận, mãi cho đến khi anh ngất mới thôi. Để bọn họ tránh làm loạn, ngụy quân cho phép mỗi ngày một người được vào thành phố, mang 3kg khoai tây về. Bọn họ nhân cơ hội này mang súng từ bên ngoài vào, sau đó lại ném cho những người kháng chiến ở bên ngoài. Không lâu sau, người đàn ông tìm được mối quan hệ cho nghệ sĩ Dương Cầm. Lúc này, thời cơ đã đến. Nghệ sĩ Dương Cầm tháo băng đeo Do Thái xuống, trộn lẫn vào người Ba Lan, rời khỏi khu Do Thái. Anh đi gặp một ca sĩ Ba Lan, người phụ nữ đó ôm anh. Đó là sự ấm áp rất lâu rồi anh mới cảm nhận được.
chồng ca sĩ sắp xếp nơi ở cho anh. Từ cửa sổ của căn nhà, có thể nhìn thấy tường vây khu Do Thái. Nghệ sĩ Dương Cầm nằm trên sofa, cảm nhận sự bình yên ngắn ngủi. Đột nhiên, bên vách có tiếng động. Đôi vợ chồng đó đang cãi nhau, còn có cả tiếng Dương Cầm. Người đàn ông nghe rất nhập tâm và mỉm cười. Nhưng đột nhiên, một tiếng nổ vang lên. Người Do Thái đã đứng lên chống lại rồi. Họ muốn giết những kẻ địch khốn kiếp trên lãnh thổ của mình. Nhưng rất nhanh, quân Đức đã đem pháo đến. Quân Đức kéo đến đông hơn. Từ sáng đến tối, rồi lại đến sáng hôm sau, pháo nổ sáng cả tòa nhà. Một người bị lửa thiêu nhảy lầu, quân khởi nghĩa cuối cùng cũng bị bắt và bắn chết. Sau đó, nghệ sĩ Dương Cầm nói với ca sĩ, khởi nghĩa để làm gì cơ chứ? Ca sĩ lại nói, bọn họ đã chết một cách đầy tự hào. Chiến tranh luôn có sự hy sinh. Hơn nữa, nhờ có sự cổ vũ của bọn họ, người Ba Lan cũng phải đứng lên rồi. Một hôm, người đàn ông nói với nghệ sĩ Dương Cầm, vợ chồng ca sĩ đã bị bắt, đồng thời bảo anh mau trốn đi. Nhưng nghệ sĩ không muốn đi, người đàn ông nói, lúc chúng tấn công khu trọ, cậu hãy nhảy lầu tự sát. Sau khi người đàn ông đi, anh di chuyển ghế, chờ đúng giờ để nhảy xuống. Qua mấy ngày, không ai đưa đồ ăn, nghệ sĩ đói lắm rồi. Trong đêm, anh thức dậy tìm đồ ăn, không cẩn thận làm đổ chồng bát. Bên ngoài có tiếng gõ cửa và lời cảnh báo, không mở sẽ báo cảnh sát. Nghệ sĩ lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngôi nhà. Đối diện là một người phụ nữ ghê gớm, nghệ sĩ mau chóng chạy. Anh đi đến địa chỉ mà bạn đưa. Không ngờ đối phương chính là người phụ nữ từng ngưỡng mộ anh, nhưng bây giờ đã là vợ người ta. Rất nhanh, anh được đưa đến chỗ ở mới. Để an toàn, bọn họ sẽ khóa cửa từ bên ngoài. Nghệ sĩ vẫn thường bị đói, vì người ta rất bận, cũng không có tiền, không thể thường xuyên mang đồ ăn cho anh được. Anh luôn rất tiết kiệm, khoai tây không dám ăn. Mãi đến khi nó mọc mầm, anh mới dám nhổ mầm ra để ăn. Sau đó, đôi vợ chồng đến thăm, phát hiện anh bệnh sắp chết rồi. Bọn họ gọi bác sĩ đến khám cho anh. Họ nói mình sắp rời khỏi nơi này rồi. Không lâu sau, người Ba Lan bắt đầu khởi nghĩa. Tiếng kèn khởi nghĩa vang lên rồi. Nơi này đã chìm trong khói đạn. Một người phụ nữ Ba Lan trên đường rời đi, cuối cùng bị súng bắn, ngã nhoài ra đất. Quân Đức muốn vào tòa nhà để kiểm tra. Anh mau chóng mặc quần áo và chạy trốn. Nhưng anh không ra được vì cửa bị khóa rồi. Anh đứng bên cửa sổ. Xe tăng của quân Đức tới rồi. Khẩu pháo từ từ nâng cao. Nghệ sĩ Dương Cầm vẫn không ra được. Không lẽ cứ vậy mà chết sao? Mãi đến khi căn phòng bị pháo đánh, anh mới chạy ra được ban công. Nhưng quân Đức rất nhanh đã tới. Anh lại trốn ra ngoài mái nhà. Quân Đức không nhìn thấy anh ở bên trong. Nhưng binh lính ở tòa nhà đối diện đã nhìn thấy anh rồi. Nghệ sĩ Dương Cầm suýt nữa rơi xuống. May mà nơi này có ban công. Anh lẩn trốn khắp nơi, vừa đói vừa khát. Nhìn thấy nước cũng không cần biết là bẩn hay không. Từ một cái hầm, anh nhìn thấy quân Đức đang đốt thi thể. Anh ngẩn người, ngồi trên chiếc ghế rũ rượi. Tự tưởng tượng ra chiếc đàn rồi đánh. Những ngày thế này, làm sao sống nổi đây? Quân Đức bắt đầu đốt nhà. Nghệ sĩ Dương Cầm mở cửa nhảy ra ngoài, lại nhảy qua tường vây. Cả Vaskava đã biến thành một khu đất chết. Anh tìm kiếm khắp nơi, khó khăn lắm mới thấy một hộp thịt muối. Bên ngoài lại truyền đến tiếng của quân Đức. Anh ôm hộp thịt rồi trốn đi, đem cả cái thang giấu đi, không để bọn chúng phát hiện. Mãi tới tận đêm khuya, anh mới dám đi ra, tìm công cụ mở hộp. Cái nắp rơi xuống đất, anh không nhặt. Là một sĩ quan Đức, nhưng sĩ quan này lại rất bình tĩnh. Hỏi anh tên là gì, đang làm gì, ngày trước làm cái gì. Khi nghe người trước mặt mình nói anh là một nghệ sĩ Dương Cầm, liền đưa anh đến một căn phòng có đàn Dương Cầm, bảo anh hãy đàn thử một khúc. Nghệ sĩ Dương Cầm kéo chiếc ghế, chuyển động tay, thử âm thanh một chút, bắt đầu đàn lên, từ từ chìm vào trong âm nhạc. Những ngón tay điên cuồng múa trên phím đàn. Bài anh đang đàn là của Chopin, bản ballet số 1 G minor. Bài nhạc này thể hiện tình yêu của Chopin với cố hương và tổ quốc, mà nghệ sĩ Dương Cầm cũng muốn thể hiện tinh thần tương tự. Màn biểu diễn kết thúc, sĩ quan vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc. Tỉnh táo lại, sĩ quan hỏi anh đang trốn ở đâu. Nghệ sĩ Dương Cầm đưa anh đến gác xếp, biết anh trốn ở đó liền rời khỏi. Hóa ra, nơi này là sở chỉ huy tạm thời của quân Đức, mà vị sĩ quan đó chính là lãnh đạo của nơi này. Cứ cách ngày, sĩ quan lén mang thức ăn đến cho nghệ sĩ Dương Cầm, mứt và bánh mì. Anh cho chúng vào miệng. Đây là sự mãn nguyện nhỏ nhoi mà lâu lắm rồi anh không được trải qua. Không lâu sau, quân Đức giải tán, sĩ quan đưa thức ăn cho anh lần cuối cùng, một chiếc bao lớn, còn để lại cả áo khoác cho anh. Hỏi tên anh là gì, sĩ quan nói, đợi chiến tranh kết thúc, rất muốn nghe anh biểu diễn một lần nữa. Bên ngoài, tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe mang quốc kỳ Ba Lan đi qua. Nghệ sĩ Dương Cầm cuối cùng cũng sống sót qua cuộc chiến. Anh quay lại căn phòng ghi âm, ngồi bên chiếc đàn Dương Cầm, một người bạn đến tìm anh, nói rằng có người muốn nhờ anh báo với nghệ sĩ Dương Cầm, hy vọng có thể đến giúp anh ấy. Nhưng người bạn lại không nghe rõ tên của anh ta,
nên cuối cùng cũng không tìm được anh ấy. Sĩ quan này không chỉ từng giúp đỡ nghệ sĩ Dương Cầm trong chiến tranh, còn từng cứu hơn 50 người Do Thái. Nhân vật thật của sĩ quan ngoài đời tên là William Horsfield. Năm 1952, ông đã qua đời ở doanh trại tù binh Liên Xô. Đến năm 2009 mới được truy phong làm chiến sĩ quốc tế. Nam chính có thể sống sót trong chiến tranh, có thể nói là vô cùng may mắn.